Rồi, máy cắt về chiều luôn các bạn ơi. Hiện tại là có một chiếc máy đang thu hoạch gấp ở quê mình nha các bạn. Rồi, cánh đồng này là 5451 nè các bạn. Máy cộ và máy cắt đang chạy song song nè. Giờ này cũng chiều chạng vạng rồi. Máy 70 blade đem vàng luôn nha các bạn. Con này mình thấy chắc là độ hay sao á. Nó chạy trong vùng đất lung này là nãy giờ là chưa thấy lúng hay là chưa thấy cái gì luôn. Mà chưa đất rất là nhão. Đầy máy trơn. Rồi đứng rồi kìa. Đứng trên cái mùi luôn, phì phà hút thuốc. Ngắm cảnh. Quá đã. Băng băng luôn các bạn. Rồi phía xa xa đó có người đi bắt cá, với lại anh em mình đang sang mấy cái lúa từ máy cắt ra máy cộ nha các bạn. Đất ở đây nó còn khá là ướt. Giờ này chiều rồi nên máy mình quay cũng không đẹp lắm. Giờ là bắt đầu mùa này nó muỗi nhiều quá các bạn. Các bạn thấy khói ở phía trong nhà không? Họ vẫn còn ung mặt cưa để xua tan muỗi đi các bạn. Với lại chuẩn bị gần Tết rồi. Số người ta cũng đốt rác. Giờ này cũng chiều tối rồi nha các bạn ơi. Trong mẫu thôi các bạn, đề phòng nó lúng. Rồi này chắc có quá sâu quá chị ta. Lúng rồi các bạn ơi, kiểu này sao lên nổi. Này lên nổi là mình khen hay luôn. Quay đi cắt thấy chỗ này nó hơi khó nè, biết bường nổi không đây, đủ bường nổi luôn các bạn ơi, ghê vậy ta.
cú rồi. Lúng luôn rồi, sát vào lỗ. Trong khu đất lung là nó dễ lúng lắm nè các bạn. Rồi, chuẩn bị xem anh em mình giải cứu nha. Hiện tại là máy cậu sẽ chạy ra phía trước này nè các bạn. Sẽ kéo ở phía trước này. Anh này đang cắt lúa để dẹt cái đường. Đừng có cắt máy mà cắt tay vậy. Con trả tiền nữa nha. Xem anh thanh niên cắt tay nha các bạn. Cũng khá là nhanh. Và xa xa mình đã thấy máy cậu chạy cũng gần tới rồi nè. Lấy xích để mà về gần trước nha các bạn. Ở khúc sau này thì nó hơi bị lúng nên là anh em không có kéo. Anh em đổi gần trước. Đùa cu này bắt hai gắn luôn kìa các bạn. Gắn nó gắn nước các bạn. Bà con mình cũng đang chờ xem giải cứu máy cắt nha các bạn. Cắt xiết xiết đi. Hiện tại là bên kia còn một miếng ruộng, bên đây còn một lõm này nè, chứ bờ bên đó được một góc nữa. Trong đây là chỉ cần một chiếc máy này, nếu mà nó không bị lúng là có thể là cắt rời trong tối đêm nay luôn nha các bạn. Bây giờ xem anh em mình giải cứu nha. Khúc cái này nó bị sạch quá. Rồi xa xa thì mình đã thấy dây xích móc vào máy cậu và máy cắt rồi nha các bạn. Giờ chỉ cần tài xế lên đề máy là bắt đầu là giải cứu thôi. Mọi thứ đã xong và tất cả giờ đã sẵn sàng kéo qua thôi. Quá đẹp.
rồi các bạn ơi. Rồi mạnh không, quá mạnh. Máy này rồ lắm, để grip mạnh đạt. Chắc là này nghe nói là 4 bao các bạn. Cái này sau khi bị lúng cái là tài xế cũng nhát tay. Dưới đây cũng chẳng ai lại khổ các bạn ơi, không phải dễ ăn đâu nha. Ồ, nãy kéo rồi, gớt 2-3 bao rồi các bạn, gớt xuống sình luôn. Không thấy, nãy lúa nó khuất quá, không có thấy. Thấy lên bờ 4 bao. Màu. Rồi ok xong rồi các bạn. 4 bao rồi. Rồi sau khi giải cứu xong anh em mình cũng tiếp tục cắt nha các bạn. Rồi giờ là mình tạm thời kết thúc cái video này tại đây nha. Máy của mình cũng dừng lại trên đó để kiểm tra phụ tùng các bạn, sửa chữa lại rồi mới tiến hành đi cắt nha. Máy nó bị sao.